Phân tích và bình luận. Nỗ lực xây dựng liên minh chống Trung Quốc của Mỹ đang hoàn thành thành quả. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục phân tích và bình luận của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Biden đã tập trung chính sách đối ngoại của mình vào việc củng cố một liên minh các nền dân chủ ở Thái Bình Dương để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trang Washington Post bình luận, nỗ lực đó của Washington giờ đang đơm hoa kết trái. Hai đồng minh của Mỹ là Úc và Nhật Bản gần đây đã ký một thỏa thuận quốc phòng tăng cường hợp tác với nhau. Hiệp ước cho phép các đơn vị quân đội và mỗi nước tự do đến quốc gia kia để tham gia các cuộc tập trận chung, một biện pháp cho phép tích hợp sâu hơn khả năng chiến đấu của họ. Đây là hiệp ước đầu tiên mà Nhật Bản ký với một quốc gia ngoài Hoa Kỳ và cho thấy rằng quốc gia châu Á hùng mạnh đang bắt đầu thể hiện sức mạnh đáng kể của mình để bảo vệ mình khỏi sự bắt nạt của Trung Quốc. Nhật Bản cũng đang củng cố bản thân theo những cách khác. Thất bại của quốc gia trong Thế chiến thứ hai đã trói buộc Nhật Bản bằng một bản hiến pháp tôn vinh chủ nghĩa hòa bình, dẫn đến giới hạn tự đặt ra về quy mô quân đội của quốc gia này. Theo truyền thống, Nhật Bản đã chi không quá 1% tổng sản phẩm quốc nội cho các lực lượng tự vệ của mình, ngăn cản một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới thể hiện sức mạnh. Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Chính phủ bảo thủ mới của Nhật Bản gần đây đã đưa ra một ngân sách quốc phòng dự kiến sẽ tăng chi tiêu lên 1,09% GDP. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên mà quốc gia này đã vượt qua giới hạn không chính thức của mình. Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử năm ngoái rằng ông dự định tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP. Sự gia tăng này cho phép Nhật Bản hiện đại hóa và mở rộng đáng kể quân đội, đặc biệt là hải quân. Nhật Bản đang tăng cường khả năng hàng hải trên diện rộng. Nhưng đặc biệt quan trọng là quyết định trang bị thêm 2 tàu sân bay trực thăng thành hàng không mẫu hạm nhỏ mang F-35 tối tân. Khi những con tàu này được hoàn thiện, Nhật Bản sẽ có thể phát huy sức mạnh tốt ở phía Nam, các căn cứ trên đảo, bao gồm cả việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh Đài Loan. Chúng cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku, một chuỗi ở biển Hoa Đông nằm trên các tuyến đường biển mà Nhật Bản sử dụng để nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền ở quần đảo này và gọi là Điếu Ngư. Những hòn đảo không có người ở này cách Đài Loan khoảng 100 km và việc củng cố chúng sẽ cho phép Nhật Bản bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc chọn dùng vũ lực để chiếm lại khu vực mà Bắc Kinh coi là một tỉnh nổi loạn. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra thông tin khi nêu rõ trong sách trắng rằng Nhật Bản coi Đài Loan là một khu vực quan trọng về mặt chiến lược, ngụ ý rằng Nhật Bản có thể tự vệ nếu bị tấn công. Tuyên bố này cùng với các tuyên bố khác tạo nên một sự thay đổi mạnh mẽ đối với chính sách đối ngoại của Nhật Bản, chuyển từ lập trường thờ ơ về các yêu sách của Trung Quốc sang một tuyên bố buộc Nhật Bản đứng về phía Đài Loan. Không có gì xảy ra một cách tình cờ, mặc dù việc tái vũ trang của Nhật Bản đã bắt đầu từ nhiều năm trước, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng của nước này đi kèm với sự tập trung gia tăng của Hoa Kỳ vào việc kiềm chế Trung Quốc. Chính quyền cựu Tổng thống Trump cũng đã đi theo những hướng này. Nhưng những nỗ lực của họ thường phức tạp do cựu Tổng thống tập trung vào các vấn đề khác. Ví dụ như, ông Trump đã yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp đôi khoản thanh toán hàng năm cho các căn cứ của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã chấm dứt tranh chấp đó, đồng ý với một thỏa thuận 5 năm vào đầu tháng 3, ấn định các khoản thanh toán của Hàn Quốc ở mức thấp hơn đáng kể so với mong muốn của ông Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Biden cũng tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực. Phó Tổng thống Harris đã đến thăm Việt Nam vào mùa hè năm ngoái với nỗ lực thúc đẩy Việt Nam tiến tới hợp tác cởi mở. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã đến thăm Philippines vào năm ngoái và nhà lãnh đạo Rodrigo Duterte sau đó đã cho phép quan hệ sâu rộng hơn với quân đội Hoa Kỳ. Chuyến công du vào tháng 12 của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Đông Nam Á tiếp tục chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ở khu vực này. Bài phát biểu của ông tại Indonesia nhắm thẳng vào Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động gây hấn. Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, lại là một nơi khác mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tham gia vào cuộc chiến, tranh giành ảnh hưởng ở hậu trường. Năm 2021 không hề dễ dàng với Tổng thống Biden vì ông đã đưa ra những quyết định thu hút sự chỉ trích, từ cuộc rút lui thảm hại ở Afghanistan đến thất bại trong việc thông qua chương trình nghị sự trong nước. Tuy nhiên, chính sách của ông đối với Trung Quốc tỏ ra rất mạch lạc và có thẩm quyền.
Đối đầu với sự trỗi dậy của Trung Quốc là thách thức chính sách lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Trở lại mối quan hệ Úc-Nhật, theo chuyên gia Peter Jennings, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Úc, một trong những điểm mạnh trong mối quan hệ của Úc với Nhật Bản là khả năng chung trong việc truyền tải nội dung thay vì khoa trương bằng lời nói mà không đem lại kết quả thực tế. Thỏa thuận quốc phòng Úc-Nhật là một biểu hiện mạnh mẽ về cách hai nền dân chủ cùng chí hướng có thể hợp tác để hình thành kết quả an ninh khu vực. Thông điệp gửi tới khu vực là hai quốc gia có những lựa chọn tốt hơn thay vì run sợ và tuân theo mong muốn của Bắc Kinh. Tại sao đây là một ưu tiên của Nhật Bản? Đầu tiên, giống như Canberra, Tokyo nhận ra rằng Úc có thể thực hiện ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến an ninh khu vực bằng cách hợp tác cùng nhau thay vì chiến đấu riêng lẻ. Đông Nam Á là một khu vực chiến lược quan trọng đối với cả Úc và Nhật Bản. Trung Quốc đang tham gia vào một nỗ lực toàn diện nhưng không thành công trong việc phá vỡ các thành viên ASEAN khỏi các nền dân chủ trên thế giới và làm suy yếu hợp tác khu vực của họ. Bằng cách điều chỉnh các nỗ lực ngoại giao của mình ở Đông Nam Á, Úc và Nhật củng cố cơ hội ngăn chặn Bắc Kinh biến khu vực thành một loạt các quốc gia bị cô lập. Mối quan tâm thứ hai của Úc và Nhật Bản là bảo đảm giữ cho Mỹ tham gia vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống Joe Biden rõ ràng rằng Washington muốn các đồng minh tăng cường các nỗ lực an ninh của riêng họ. Còn trong trường hợp Washington không can dự nhiều vào khu vực thì mối quan hệ Úc-Nhật sẽ trở thành nền tảng an ninh chống lại chủ nghĩa độc tài. Đối với những người chỉ trích mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Úc và Nhật Bản, những người này cho rằng ý tưởng song phương chống lại sự thống trị trong khu vực của Bắc Kinh đơn giản là vô lý vì không có gì có thể ngăn cản sức mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, đáng chú ý là sự ra đời của Hiệp ước An ninh AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ, tăng cường đối thoại an ninh tứ giác, xuất hiện của hợp tác ba bên Mỹ, Úc, Nhật, việc Hàn Quốc gắn kết chặt chẽ hơn với Canberra và sự liên kết sâu hơn của các nước châu Âu với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều cho thấy rằng các nước sẽ không cúi đầu trước sự thống trị của Trung Quốc. Đây là một kết quả tích cực rõ ràng so với năm ngoái, đại dịch COVID-19, chiến lược phong tỏa và những lời đe dọa không ngừng từ Bắc Kinh đã khiến các nền dân chủ của thế giới ngày càng phản cảm với chính quyền Bắc Kinh. Năm nay có thể là một bước ngoặt trong tương lai chính trị của Tập Cận Bình không? Ông Tập là kiến trúc sư cho hành động hung hăng của chiến binh sói. Chính sách ngoại giao này đã khiến Trung Quốc thiệt hại to lớn trên toàn cầu. Thưa quý vị, mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.